Tử vi tuổi Dậu 2021, sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, tình yêu đơm hoa, kết trái. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tử vi học có nói, không ai có thể hiên ngang chạm đến thành công mà không phải một lần trải qua thất bại. Điều quan trọng là bạn có biết đứng lên sau vấp ngã và thất bại đó hay không? Sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Trời sinh mỗi người một số mệnh, có người sinh ra sung sướng, đủ đầy nhưng không biết trân trọng, rồi tất cả đều trôi đi mất. Ngược lại, cũng có những người sinh ra cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng bù lại được trời ban cho bản tính kiên trì, nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, thì đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời sẽ trở mình thoát khỏi kiếp nghèo đói, từ đó cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc hơn người. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa, vui sướng khổ đau được gieo đến và mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Xem tử vi năm 2021 cho thấy, tuổi Dậu chỉ cần vượt qua những thử thách của thái tuế năm 2020 sẽ có được cơ hội đổi đời, giàu sang, cuộc sống về sau sung sướng, an nhàn, tiền của nhiều như núi, tiêu ba đời không hết. Từ sự nghiệp thuận lợi, tài lộc dồi dào cho đến tình duyên cũng hoan hỷ. Vậy trong năm 2021, vận trình của người tuổi Dậu sẽ xảy ra những điều gì? Để có thể biết thêm chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, kính mời quý anh chị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tổng quan tử vi tuổi Dậu năm 2021. Thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế, sang năm Tân Sửu, người tuổi Dậu được tam hợp kim cục trợ mệnh, vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Có thể nói sang năm Tân Sửu, người tuổi Dậu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khi vừa có quý nhân vượng lại thêm bản mệnh được tỷ kiên thôi thúc, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Người tuổi Dậu mưu sự lớn, dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn. Đã vậy, bộ đôi tinh tú Bạch Hổ và Phi Liêm ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng sau tất cả, sự nghiệp thăng tiến như vũ bão. Đồng thời, thiên ấn cũng mang đến nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cho cả người làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Ngoài ra, xem tử vi tuổi Dậu 2021 còn thấy rõ, phượng khắc thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thắm sắc. Người độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Dù gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng các thầy phong thủy vẫn khuyên người tuổi Dậu đừng quá chủ quan và hãy đem theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó là kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ giúp nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, vận hạn và mang lại may mắn, cát lành, bình an cho bản mệnh trong năm Tân Sửu. Sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Sang năm Tân Sửu, sự nghiệp của người tuổi Dậu như được vén màn mây mù che phủ, mà hanh thông, sực rỡ, mưa sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ kiên xuất hiện vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng, bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ đại diện cho thế lực ngầm che phủ, những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Ngoài cần sự quyết tâm và ý chí mạnh mẽ thì bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy
tam giác khai vận để tăng cường may mắn, chiếu cát lành về tài lộc. Đặc biệt, khi sử dụng vòng sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc hanh thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai về quan vận, lộ trình thăng tiến năm 2021. Trong năm Tân Sửu, vượng quý nhân, thiên ấn đại diện cho người quyền thế và trưởng bối giúp sức, con đường thăng tiến của tuổi Dậu thênh thang, rộng mở. Lại thêm bộ đôi tinh tú bạch hổ và phi liêm, ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn. Nhưng sau tất cả, người tuổi Dậu vẫn đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng nên nhớ, thành công không phải chuyện một sớm, một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên, đừng bao giờ thôi cố gắng, khi đã chạm tay tới vinh quang cũng đừng ngủ quên, kẻo niềm vui ngắn chẳng tay gang, tự chuốc lấy thất bại. Tài lộc, tiền bạc. Người tuổi Dậu vốn đã vượng tài lại rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Sang năm 2021 lại được bán hợp quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ song hỗ, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước. Cả chính tài và thứ tài đều khởi sắc, nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng. Điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công, ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu không còn khó khăn như trước. Trái lại, xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Vì vậy, để nắm bắt được cơ hội tốt trong năm Tân Sửu, người tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ trong sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Về tình duyên, gia đạo. Tử vi 2021 tuổi Dậu cho thấy, cục diện tam hợp thái tuế mang tới nhiều niềm vui cho chuyện tình cảm của tuổi Dậu năm 2021. Nhìn chung gia đạo yên ổn, ít chuyện cãi vã, lo lắng. Hoặc nếu xung đột xảy ra, đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình lại trong ấm, ngoài êm. Người độc thân dù không có sao đào hoa chiếu mệnh nhưng lại được vượng cát, cát tinh thúc đẩy nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ người ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Các cặp đôi đang mong mỏi, chờ đợi có tin vui về con cái sẽ được toại nguyện trong năm Tân Sửu. Hỷ tín rất rõ ràng, phụ nữ mang thai có thể phải động chạm giao kéo. Nếu có ý định sinh con năm 2021, các bạn nên có sự chuẩn bị chu toàn cả về thể chất lẫn vật chất để em bé chào đời trong hoàn cảnh tốt nhất. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa, tránh được những xung đột và cãi vã, thầy phong thủy khuyên quý gia chủ hãy mang lên mình pháp khí phong thủy tam giáp khai vận, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo, yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Về sức khỏe, dưới tác động cát lành của tam hợp thái tuế, sức khỏe của tuổi Dậu vốn đã tốt, nay lại thêm tốt hơn. Trong năm, bản mệnh sẽ ít đau ốm, có bệnh gặp thầy, gặp thuốc, nhanh khỏi. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Dậu, sức khỏe được cải thiện, dễ dàng hơn cho việc mang thai, sinh con, đẻ cái. Tuy nhiên, trong năm có ngũ quỷ và bạch hổ hung tinh xuất hiện, bản mệnh không được chủ quan, khinh suất, kẻo rất dễ gặp tai nạn bất ngờ và quẩy xe cộ, nhẹ cũng chảy máu, thương tật tay chân. Phụ nữ mang thai lại càng cần phải chú ý hơn. Vì vậy, để có thể có một năm bình an, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa phù hộ bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh hiểm nguy trong năm 2021. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi. Thứ nhất, Ất Dậu sinh năm 1945, tuyển trung thủy. Trong năm có bán hợp kim cục tác động, sức khỏe của người tuổi Ất Dậu rất tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thấy thuốc sẽ nhanh lành bệnh. Bản mệnh có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều bản thân mong muốn. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm.
các mối quan hệ đều bình ổn, nhờ nhân duyên tốt đẹp, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, hòa thuận là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Có điều, tuổi can Ất Mộc bị Tân Kim khắc chế, làm gì người tuổi Ất Dậu cũng phải chủ động và suy nghĩ tích cực mới dễ thành. Thứ hai, tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1955, Sơn Hạ Hỏa. Trong năm Tân Sửu, người tuổi Đinh Dậu gặp được cục diện tam hợp nâng đỡ, vận trình có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Đinh Dậu được quý nhân nâng đỡ nên có thể tìm được những dự án hợp tác tiềm năng, đối tác hợp chí hướng, công danh thành đạt. Nhưng trong thành công, may mắn chỉ là một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của chính bạn. Chỉ cần chủ động giành lấy cơ hội cho bản thân thì ngày thay đổi vận chẳng còn xa. Hơn nữa, sự chủ động cũng giúp bạn giảm bớt được kha khá áp lực. Thứ ba, tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, Đại Trạch Thổ. Bước sang năm 2021, Sửu Dậu bán hợp lại thêm tuế can Kỷ Thổ tương sinh, Tân Kim, mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu một năm hứa hẹn với rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn, có nhiều không gian, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tài vận cũng rộng mở nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi Kỷ Dậu mạnh dạn, mưu sự lớn sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Thứ tư, tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, Thạch Lựu Mộc. Cục diện bán hợp thành kim cục mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình. Tài chính trong năm cũng được nâng cao, cát khí mang tới nhiều nguồn lợi và cả cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn cho bạn. Ngoài ra, bản thân tuổi Tân Dậu trong năm 2021 vẫn cần có sự chủ động nhất định, tích cực, tự thân phấn đấu để có những bước đột phá trong sự nghiệp hoặc những kế hoạch mà mình đang theo đuổi. Thứ năm, tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, Kiếm Phong Kim. Xét về tương quan thái tuế, năm nay người tuổi Quý Dậu gặp cục diện bán hợp kim cục, tuế can Tân Kim, tương sinh Quý Thủy, báo hiệu một năm nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường và nâng đỡ nên dễ thành công hơn. Đồng thời, trong năm 2021, bản mệnh có nhiều cơ hội giải tỏa áp lực, tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động, vui chơi, giải trí hoặc ẩm thực. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui khi được phục vụ quý anh chị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.